Chào mọi người nhé. Nãy có hai bạn điện bảo là cái cây mình uốn lại cho mọi người xem nhé. Đó. Dây này thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ mà nó hơi cũ như vậy này. Trong cái làm cây thì nó có cây nọ cái kia thì mình cứ vào cái dây nhỏ này cũng được, quan trọng gì đâu. Đó. Mình cuốn một cái dây này cũng được, nói chung là có dây nào mình xào dưới đấy. Đúng là cái dây này nó phải to bằng cái cây thì cái độ uốn nó cao hơn. Đó, mình không có thì mình đi vào cái dây này được. Nó còn nhỏ mà chủ yếu nhất là cái thân nó, còn cái nhỏ này thì sau này mình uốn sau. Trước mắt thì mình làm cái cây này xong, cái này nó nằm sâu này là cái lưng này, chủ yếu cái lưng này nó ghẻ từ cái lưng này xuống đó. Rồi lắc nhẹ lại cho nó có một cái co của nó, sau này nó thành cái co từ bên dưới đó bẻ lên đó. Nó cứ dựng lên đi đã, dựng lên xem nó như nào. Trước mắt là mình làm một cái co, cái nhỏ thì mình cho nó nhỏ, cái to thì mình cho nó to đó. Nó lùn lực lại này, mình cứ nuôi nuôi thả đã. Trước mắt thì mình cứ làm cái đoạn chính, chủ yếu là cái đoạn chính này, này. Đó. Cái đoạn chính này mình làm được cái co chính của nó là nó ok, thì sau này là nó mình lấy cái nào thì lúc đấy mình dựng chính sau. Ở bên phần âm trong này mình bỏ đi. Đó. Cứ gọi định vị như vậy đã, cho nó có cái co và nó nhìn thì nó dễ nhìn. Sau này mình cứ nuôi thì nó còn đang nhỏ mà, nó không cần thiết lắm. Cái này là nó là cái đây này là nó, cái này nó là cái cành phong, cứ nuôi đã. Trước mắt mình cứ nuôi, chủ yếu là mình định hướng vào trước cái co chính của nó đó, co chính của nó cho nó nhìn cho nó chuẩn xeo đi đã. Đó đây mình sau này là mình cứ làm sao, còn trước mắt thì mình cứ làm một cái lần đầu này là mình coi như là kiểu mình định hướng trước cái nó đi đã. Rồi cây thứ hai này đó. Cái này nó đang là một cái cây nó nhỏ này thì mình cứ kiếm cái dây nhỏ mình làm đó. Đó, cứ đi theo cái chiều thuận của mình đó. Đó. Rồi, chờ cây cảnh mà đâu có làm một lần được đó. Tiếp tục lại đi thêm một dây nữa này đi, nó không có dây ấy. Mình đây là mình tốt bằng cái dây cũ mình uốn là cái khác thì mình gỡ ra. Thì cái cây cảnh trước mắt thì mình cứ định vị lại cho nó, sau này là nó thành phẩm rồi, lúc đấy là nó cái co nó to rồi, lúc đấy là mình cắt đôn lại. Ở cái trước mắt ấy thì mình cứ đi tạm bằng cái dây này đã. Đó.
gai này, không phải đơn giản đâu. Đó. Thì càng những cây nhỏ này mà càng năng uốn, nếu mà uốn cùng nhau cũng được. Nó có hai kiểu đây này, một kiểu này mình đây là trực lắc, đó, lắc qua lắc lại, đó. Nhưng mà mình uốn theo cùng một bộ thì mình đi cùng luôn. Đó, đặt sát cái tay giữ giữ được cái cuối cùng này nhá. Đó, đặt đến đâu mình ngoáy đến đó thì chó có giềng đấy đưa sang, nó cứ đưa sang. Đó, nó có dây nó ép rồi là cái cây nó nhìn nó cùng với lại một bộ của nó. Đây là mình làm một cặp. Đó. Thì sau này cái lớn lên là cái co nó nhìn nó mê lắm. Trước mắt mình cứ làm cái co chính này đã. Chính rồi cái bên trên này thì mình nhớ là mình dựng nó ra. Đó, cái phần này ấy. Này mình đưa ra còn quá bé mà mình chủ yếu mình định hình được cái đoạn là đoạn gốc trước. Đây là cái ngọn này. Nhưng mình mà chủ yếu đây là mình làm cái co đầu tiên này này. Đó, mình cứ nuôi vậy sau một thời gian sau là bắt đầu là mình tính được. Trước mắt là mình làm cho cái co nó đầu tiên này này, cái co đầu tiên này mình nuôi đi, nuôi cho nó thành phẩm đi, sau đó lúc đấy rồi mình nó to ra là cắt đôn hay là mình làm gì đó thì mình mới làm lần thứ hai được. Còn bây giờ cái trước mắt thì mình cứ nuôi đi đã, chưa gấp gáp rồi. Đó, cứ để nuôi đi, nuôi tự do này, sau này nó lớn lên rồi nó sẽ thành một cái co cho mình đẹp, rồi lúc đấy là mình mới cắt đôn lại, mình mới bẻ ra thành chi tán. Đó, đây. Đó. Thôi. Để mình tiếp tục mình lên cái video sau. Bây giờ trước mắt là mình tạm thời như vậy đã, gọi là cho nó cây nhỏ. Nhiều người cũng thấy nhỏ mà lại cũng chưa làm bao giờ thì thấy nó khó, nhưng thực sự khi mà mình đã làm một vài lần là mình thấy nó cũng đơn giản thôi. Thì trước mắt là cái co đầu tiên này là mình lắc sao cho nó sát xuống đó, kệ nó. Rồi sau này mình anh nào thích chơi quái thì mình nuôi tiếp, mình lại làm tiếp. Chủ yếu là cái đoạn đây này là mình cứ làm sao cho nó cái co nó càng quái dị xuống thì nó sau là nó mình khi một thời gian ấy, mình thích thì mình cắt, có cái mình cắt tới đây cũng được, có cái thì cắt tới đây cũng được. Bây giờ trước mắt thì mình cứ nuôi đây để tự do đi đã. Đây cái này như cây đấy cũng vậy này, cứ nuôi đi, nuôi chủ yếu cái co dưới này này. Đó, co dưới này là nuôi nó khó này. Đó, sau này ấy, nó to ăn rồi ấy, mình thích cái đoạn nào ấy thì mình cắt đoạn đó. Thì trước mắt ấy thì mình cứ định hình vậy. Đó, sau này nó lớn lên khi nó đủ rồi đấy là bắt đầu mình tiếp tục mình lại ví dụ như mình muốn lấy cái này nó là cái ngọn ấy thì mình vã cái thằng này đi. Vã cái thằng lớn đi. Mình lấy cái này rồi mình uốn mình lắc rồi mình chờ nó. Còn chủ yếu cái đầu tiên này là cái co đầu tiên này là nếu mà mình không làm nó từ đầu ấy thì nó sau này nó to rồi thì nó rất là khó uốn. À, mình làm cây nhỏ nhỏ hay to thì mình cứ làm từ bé thế này đi. Thì sau này lớn lên thì nó mới đẹp được. À. À, như là cái cây nguyệt quế đấy cũng vậy. Đó, thì cái đầu tiên thì mình cứ tạm thời là mình cứ làm rồi. À, này, đây thì mình đây là mình cứ làm rồi thôi. Nhưng sau này mình nó lớn lên rồi ấy, thì mình đôn lại. Đôn toàn bộ mình đôn nó lại. Đó, mình đôn ngắn nó lại thì sau này mình cắt giật dần dần, lúc đấy mình kiếm những cái chi nhỏ này mình đưa ra. Cái phần mà nó ở cái phần ví dụ như phần cái dương chỗ này mình cứ tìm tán tìm ấy. Còn mình định hình là định hình của cái cốt của nó. Đó. Đấy, cái cốt của nó thôi. Mình lấy cái cốt của nó, đó. Thì nó có cành
cành này, nó cách đến đây xuống đến cành này, xuống đến cành này đó. Còn cái phần này thì mình cứ nuôi vậy thôi, nuôi thả vậy thôi, thì sau này mình đôn lại. Còn trước mắt thì mình cứ nuôi cho nó to ra đi cái thân đi đã, thì sau này mình thích thì mình côn là gần gần đấy cũng được đó. Mình côn nó lại, nó có cái phần co trong này nó chuẩn rồi đó, thì sau này mình cứ đôn lại sau này mình bắt đầu tiếp tục mình cắt. Còn trước mắt thì mình cứ làm đơn giản như vậy đó. Nhưng mà cái cây nào vậy, mình khi mình làm là mình xử lý được cái vôi đây, là mình xử lý cái vôi này là cây cảnh ấy, là nó thích vôi lắm. Từ xưa đến nay là các cụ cũng vậy, buôn tàu bán bè không ăn dè lỗ miệng tiết kiệm nó cúc sách. Nhưng mà thuốc bây giờ nó, thị trường nó ra nhiều thuốc quá, tôi cũng chẳng biết là xài cái thuốc nào cho nó hợp lý. Nên cứ thôi thì bây giờ mình cứ theo cái cỏ các cụ thôi, thì mình cứ lấy vôi mình xử lý đó, thì mình xài bằng vôi thôi đó. Mình để cho nó ngăn ngừa bệnh tật, nó hạ phèn, nó nhiều cái nó cũng hợp lý lắm đó. Nên là mình biết nào thì mình cũng hướng dẫn cho mọi người như vậy đó. Thì cái cây này mình làm thì đầu tiên thì nó chưa có đẹp đâu, chủ yếu là mình lấy những cái co chính của nó thôi. Thì sau này khi mà nó to rồi thì lúc đấy mình mới làm lại một vài lần, rồi mình mới định hướng cho nó, mình mới chọn cái vị trí nào đó. Còn cái trước mắt ấy thì mình cứ làm một lần nữa, vì sau này mình mới đôn lại, đôn mình mới cắt lại, rồi là lúc đấy nó to ra một tí nữa thì mình làm nó mới dễ. Còn cái trước mắt bây giờ mình cứ định hình sơ sơ vậy thôi nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mà mọi người mà thấy nó cũng có cái hợp lý ấy, thì cho mình một like để mình có động lực mình lên video sau, rồi mình còn nhiều cây nữa mình làm, mình lên video sau cho mọi người xem cho vui nhá. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị đã theo dõi video của tôi. Thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi video, để hàng ngày tôi lên video mới. Rồi, chân thành ơi.